Sản phẩm xà kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây bút thử điện này. Với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng, pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhé. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lẫy này ra này. Đấy, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc cũng nhá, 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá, 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá, bút thử điện đa năng giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá, giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá, 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây, bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ. Và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc đang pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ với bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cây cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn với bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít, và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu, thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây. 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh các nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này, hoặc các bác có thể đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhiều nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít này và một cây là hai đầu, thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy, bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn các bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen nhá. 50k một tụ tô vít. Đây, bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhá các bác nhá. 50.000 bộ này luôn nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này.
cạp cắt ống, ống đồng này, ống kim loại này, ống tiếp, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000, hôm nay em cũng xả luôn đấy bác, giá sẽ là đi, hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết đi nó vãn đi coi nhá, cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k, bữa trước đang bán là 100.000 đâu nhá. Đây, cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ này các bác cắt những con ống tiếp kim loại này, rồi là ống đồng này, đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy, thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay, cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy và các bác cứ thế các bác siết siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết siết vào, siết vào, siết vào. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy thì nó sẽ cắt dần là nó sẽ cắt hết, cắt ngon này như cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá, ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá, ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống tít này. Đấy, lên mãi em sẽ cái cặp cắt ống hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đây các bác cùng xem đây thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, một thực cái tế ống về cắt, sản không phẩm cần nhá. phím, Khi mà các bác không cần điện, chỉ cần cài lên ống, cắt cái này, vặn cái bằng đường tay ống là nó có cắt thể rất là cắt xuống mịn được đó. Dù bàn và có ống phẳng lắm sắt, nhá. ống đồng hay là ống PC. Đó thấy Dễ không, và cắt tiện. rất là ngọt Mọi luôn, người cắt xem rất là đây, ngon. Cái này chỉ em cần bán nhiều mà. Đấy, kèm cắt ống nhá, kèm cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là một cái con vòi nối nhá, vòi nối lắp chuyên cho các bác, lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy, là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu, như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi, nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn, rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay đấy, mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30.000 cho một chiếc vòi nối nha. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó, đây tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon, ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này, đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài, và con này nó có thể lắt léo đi, đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn, đấy, mà giá nó bình dân, vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá, đấy, 30k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá, đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát đang ở bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm như em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn. Đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy, thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy thì các bác lừa lừa cái đầu silicon này các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá, và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lắt léo này, từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát này luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá, vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này, đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này, đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó, 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát này mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó,
recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30 ngàn nhá. Lên mã em sẽ được cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá. 30 ngàn một cái chiếc vòi nối nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá. Lên mã em sẽ được cái cây kẹp gấp. Cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ được cái cây kẹp gấp inox nhá. Kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp gấp đồ rán này, đồ chiên rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn đó bác. Giá chỉ còn có 20.000 thôi. 20.000. Bán nhanh luôn, 20k cho nhé bác nhá. Cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất là hay. Đây. Đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này à, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy. Đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy các bác xúc xà bàn nó xuống đấy, lật nó lên nhá. Đấy lật nó lên đây, xúc nó xuống này, lật nó lên đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em. Nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này, đấy các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy kẹp gấp rán cá nướng thịt đó, đây đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá. Nó sẽ gồm có là một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên, kẹp nó vào lật nó lên, kẹp nó vào lật lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh bán nhanh xả kho luôn này, 20k đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy chai xịt hôi chân, thối chân. Bác nào hiện tại đang bị hôi chân này, thối chân này, đấy đi giày mà nó có mùi hôi, đi tất cả thứ nó có mùi hôi thì các bác mua ngay cho em cái chai này về. Con này nó sử dụng cái công nghệ là nano bạc nhá, kháng khuẩn cực kỳ tốt và khử mùi rất là hay luôn. Đấy và nó có cái mùi hương chanh đào rất là thơm nhá. Đấy và mát lạnh như bạc hà luôn. Cái này các bác cứ xịt trực tiếp vào bên trong giày hoặc là các bác xịt trực tiếp vào bàn chân hoặc xịt trực tiếp vào tất, nói chung là những cái chỗ nào mà liên quan đến cái đôi chân của bác thì các bác cứ xịt trực tiếp vào nhá. Khử mùi rất nhanh này, rồi là các bác đi nó cực kỳ là khô thoáng chân luôn. Đấy. Cái này thì em cũng đang bán xả kho luôn. Lên mã em sẽ được cái chai xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân này bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái chai xịt hôi chân nha. Một chai này là 260ml này. Đấy dùng thoải mái luôn. Nó là dạng khí nhá, dạng khí, nhiều bác hỏi em nó là cái gì, nó là dạng khí đây này. Đấy nó là dạng khí nhá, cái lực xịt nó ra rất là mạnh. Thì con này xịt thì yêu cầu các bác là các bác phải ngửa lên nhá, sau đó các bác bút vào trong cái lỗ giày của bác nhá và các bác xịt. Đấy là nó dễ ra nhất này, các bác nhìn này. Đấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy các bác ngửa nó lên, ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống, ấn thì cái lượng khí nó sẽ xịt trực tiếp bên trong, luồn lách vào tất bên trong cái đôi giày của bác nhá. Đấy nên nó sẽ khử sạch mùi hôi cũng như là giúp chân chân của các bác là đỡ bị hôi, đỡ bị thối hơn. Đấy, chuyên các bác khô chân thối chân. Con này rất ok. Cái này em bán nhiều mà chính bản thân em cũng đang xài luôn, dùng thích lắm. Đấy, đi cực kỳ là khô thoáng chân nhá, dùng thích lắm. 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân nhá. Đang gửi bác là 30k cho một chai xịt hôi chân nha. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng, mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy nó rất là tiện nhau nhá, và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là những cái đôi giày đắt tiền dùng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy rất là tiếc, thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô, giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ cần có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá. Một chai là 300ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy thì cái này rất là dễ dùng. Đấy ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều. Sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên. Và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm, cái chất của nó vào. Đấy nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy các bác đánh qua một lượt nhá. Và các bác dùng cho một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau lau sạch hết những cái bọt đi thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ không bị đất đai rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy,
vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá. Nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bạn nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt. Và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để một lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn. Không, mình không cần phải phơi khô nhà cũng các bác. Rất hay luôn. Đó. 70k nhá, 70k. Nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn. Chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300ml. Đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng, nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước 2 là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nhá. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn, đấy, khăn khô nha, các bác lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá. Không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô, giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai này là 300ml nhá. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai. Đấy em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác giá chỉ còn có 20.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy giấy tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k trong một cái bộ lấy giấy tai này. Đấy 20k. Cái bộ lấy tai rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. Đấy, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy giấy tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này, đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì ạ. Nó bằng inox nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gì, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gì. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy, các bác này lấy rất là thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai, và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này. Thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi đi du lịch đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy, nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy. Rồi là ví dụ bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy. 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Đang gửi bác là 20k. 20.000 các bác nhá. 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen. Cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm, đấy những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách rồi nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhé, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chải này nó rất là nhiều lông, và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những cái phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn, những cái khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những cái ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cán nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này, đấy lông bàn chải nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, chọn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không?
Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bạn nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn vào đâu. Nhưng cái con này những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này các bạn nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ treo lên cái là ok. Đây các bác cùng xem lại video này. Đấy, chổi cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá. Chổi cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá. 15.000 một cây này các bác nhá. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn các bác nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox các bác nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox các bác nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó dỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây là các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà em này các bác nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này. Kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái tí đây. Đây. Em xịt này. Đấy đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị gỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Đấy, đây không? Cắt rất ngọt luôn nhá.
cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn, con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương giáp các thứ, rồi các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em mấy con này ra, các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì, cứ cầm con này mà nghiến rồi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy, hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130 ngàn một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130 ngàn một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết hết nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em. Cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹ, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹ là các bác cứ phải dùng để đập các thứ, rồi các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp vào đây, các bác kẹp chưa. Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó, rồi các bác cho đây, các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi, xịn mà chất lượng dùng ok đó. Thì bên em có bán đợt này nó về, nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này, nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá, 10.000 một viên nhá. Đây này, chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy, thì bữa trước là nó không có hàng đâu, thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây thì em lấy cho bác coi, đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này, nó hay có cái điều khiển như này, và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay, thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy, pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc khá là hiếm hàng đấy. Đấy, thì về được cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 nhỉ. Với giá là 10.000 nhá, 10.000. Cho một cái viên pin remote 1223 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con Nhật đây, gen con Nhật thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con Nhật thì nó sẽ có kích cỡ là 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống gen con Nhật. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi 5 sợi ống gen con Nhật. Đấy, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán nó combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này, rồi là 2 ly này. 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy, 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này. Đấy, bên em sẽ bán cho là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về view các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha.
thì sẽ có giá là 10 ngàn. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện nhà mình ấy nó hở, những cái chỗ mà các bác không dùng cuốn băng keo được thì các bác cho em cái ống nghe con nhiệt này vào. Xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy, dùng những cái đầu khò các bác hơ. Khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống nghe này thì tự động là cái ống nghe nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào. Đấy, nó sẽ co vào nhá, nên là dùng rất là hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy, ok luôn. Combo 5 sợi ống nghe con nhiệt nhá. Đấy, combo 5 sợi ống nghe con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10 ngàn đúng nhá, 10 ngàn. Đấy, nó chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi chứ thực ra cái này hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống nghe con nhiệt, 5 sợi ống nghe con nhiệt là 1 2 3 4 5 mm là 10 ngàn nhá, 10 ngàn cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10 ngàn thôi này. Đấy, về các bác dùng. Dùng nói chung là dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ, và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái gen này nó sẽ co vào như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác cứ phải cuốn trước, là như con này là các bác chỉ việc là xỏ vào, sau đó các bác dùng nhiệt các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, gen co nhiệt nhá, combo 5 ống gen co nhiệt là 10 ngàn đúng nhá, 10 ngàn. Đấy, đây combo 5 sợi là 10 ngàn đúng nhá. Dạ, vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm, thì đây mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá, quá chất lượng luôn, túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30, 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc nhá, chỉ có 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay xách này, tay xách con này thì thực ra các bác xách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này, đây nó có cái dây bên trong này. Đây, đợi chú đem lấy cái dây đây nha. Đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây túi cực kỳ đẹp luôn đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây, thì đây bên em sẽ có gửi kèm thêm cho các bác là dây bên trong, thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này, hoặc là các bác xách xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn đó. Con này nó có rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá. Ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ, 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn, ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy bên trong cực kỳ là rộng luôn, bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn, rất là to. Bên bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn đấy, các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây, cái quai để các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn, chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da này. Đây có nhìn này, chất da này rất đẹp luôn nhá, sáng bong luôn. Đấy, hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá, túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi, kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì mai tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy, hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp, thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi, một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy, các bác thấy không, các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy, các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn, quần áo, giày dép, rồi là đồ đạc phụ kiện của mình, thoải mái luôn. Đấy, rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, quá đẹp luôn nhá, thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn đó. Thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi ngọt nhạt thôi, chứ thực ra mà các bác để đồ và nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn đó. Mà giá nó bình dân, nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi đi du lịch này, rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi là 10-15.000, đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000. Mà cái hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây. Đấy, lông rất là mềm đó, lông cực kỳ mềm này. Bên bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chống trượt khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó cũng bình dân, chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em ấy luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm Type-C rất là ok. Đấy, rồi là cả cái chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá. Nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng Type-C đấy. Đấy, và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ là về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy, các bác kiếm rất là khó. Đấy, các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá và hai cổng Type-C. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy. Cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy, U4 nhá, U4 90.000. Đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá. Bao gồm là bốn cổng ra nhá, hai cổng USB và hai cổng chân Type-C nhá. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu nhá. Đấy, đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại thứ này. Đấy, cắm luôn với cái ổ này. Để các bác sạc điện thoại nhá. Cắm sạc cho điện thoại này rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy, iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc ba đầu nhá, dây sạc ba đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicone này, chống gập chống gãy nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài ba năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây là các bác nhìn này, cái phần silicone rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam ba đầu nha, thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây đó thì các bác có thể mua. Đây mã em sẽ cái dây sạc cam, đấy dây sạc cam ba đầu đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc ba đầu nha, 40.000. còn cái ổ điện U4 nhá đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây ổ điện U4 này 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam ba đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được, hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con áo mưa Honda, hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá, cứ lên mã em sẽ là áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá, 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy, đây. Đó, ok luôn nhau nhá. Giày dẫn chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda. Hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá. Thì ôm đô thanh lý được cái lô này. Giá bình dân bán cho bác dễ mua. Hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc nhá.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì anh em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo, đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi. 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá, lắp cái bóng vào đây, bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy, các bác lắp bóng vào đây nhá, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhá. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi đuôi kiểu dạng đuôi di động nhá. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì. Về lắp cả bóng vào đây, cắm vào nguồn. Đấy, lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi ạ. Đấy, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy, đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000. Có hay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn. Lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy, rất ok. 30k nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicone nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều. Giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng. Tấm cọ lưng silicone. Đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá. 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi đây. Đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau của mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm cho mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai. Cái gai này công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy, thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy, cái này em nghiện luôn. Mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ. Đó. À, tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này. Là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy. Cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Đấy, kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá. Lưng nó rất là khó kỳ. Đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn. Đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá. Dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên. Đấy là khô ráo ngon này luôn. Mà mình lại dùng tiếp. Đấy, tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn. Đấy, 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng nha. 30k một tấm rồi. Đấy, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác mã, đó là cái chai xịt chống thấm này. Lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá, nó là dạng chai xịt. Đấy, nhà bác nào hiện tại đang bị rột rĩa thứ này. Đấy, rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá, mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều. Đấy, lắc đều, các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều. Đấy, lắc thật đều cho nó các bác xịt này. Đây em xịt thử các con này. Đấy, nó là cái dạng keo quá nhá, dạng keo. Đây dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy, các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế, cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng. Đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy, các bác xịt thì nó mới phát huy được hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó, thì cái lọ, cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml. Đó, em báo giá luôn. Thế em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm như này. Với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, chỉ còn có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 400 nó là dạng chai xịt nhá,
Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ ra đấy thì các bác xịt trực tiếp vào nhé. Đấy, xịt trực tiếp vào mà 40.000 một chai thôi nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây, bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ cầm, cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ được bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá. Giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã thì em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng Filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của Filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, lên mã em sẽ có cây kìm chết Filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết Filter này. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác coi. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu. Một cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa, đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện, màng nhiếc các thứ này. Trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh thanh cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó các bác lắp nó vào, gen xoáy, xoáy chặt nó vào. Sau đó các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó rơi vào tầm gần 3 mét nhá, gần 3 mét, khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây xào luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn vào được. Đấy, thu rất là gọn gàng nhá. Đấy, thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào, các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình. Đây các bác ơi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó kéo dài nhá. Đấy, quét. Đầu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bông lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào, và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này, còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Đó là cái mã hàng mic không dây, báo giá bác luôn 550.000 một cái bộ mic không dây này, bao ship cho bác luôn. Cái bộ mic không dây này thì nó sẽ gồm có hai cái nhá. Đấy, cái này thì em test rồi, nghe hay lắm. Hát hay gọi, hát nghe cực kỳ hay luôn. Sản phẩm thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đó, đầy đủ phụ kiện full hộp cho các bác luôn. Về các bác xài rất ok nhá. Hàng này thì của Mỹ ạ. Đấy. Thương hiệu đến từ Sure nhá, Sure. Made in USA, cực kỳ ok luôn này. Đây, đấy, thiết kế mic rất chắc chắn nhá. Cực kỳ đẹp, tinh xảo luôn. Sẽ gồm có là hai mic nhá. Đấy, dòng này thì là dòng không dây. Không dây thì về các bác không cần phải dây dạ lằng nhằng, chỉ cần cắm cho em mấy cục kết nối vào, sau đó các bác bật mic là xà thôi, không cần phải dây dạ gì lằng nhằng, nó tiện cái là không dây. Đấy, thì về các bác lắp cho em cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào là nhìn lên rất ok. Đây, đấy, nó sẽ có hai cái hai màu khác nhau nhá. Đây, lắp luôn mà nhìn cho nó đẹp này. Đấy,
quá đẹp luôn, lắp vào cái nhìn uy tín ngay đó, rất đẹp đấy nha. Đây hai mic này, đi kèm với bác là pin của nha, pin đấy. Thì mic này, mic không dây là xài chắc chắn là phải có pin rồi đấy. Thì đi kèm với bác là ba pin của nha, ba pin thì sẽ có là hai pin cho hai mic, và một pin cho cái cục kết nối không dây nha. Đấy thì hướng dẫn các bác luôn này, thì về các bác sẽ lắp cho em hai pin vào hai cái mic nha. Đấy tháo ra, ở đây nó có cái đấy, lắp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Đấy, lắp đúng đầu âm dương. Cái này thì nó hơi căng chút, các bác về ấn vào. Đó, rồi. Sau đó là các bác ra bật mic test lên cho em này. Đấy, lên rồi nhá. Lên rồi này. Đó, rất ok, rất là dễ sử dụng thôi. Đó rồi, các bác giữ lì thì sẽ bật, giữ lì sẽ tắt nhá. Đó thì các bác lắp cho cái đuôi này vào. Các bác xài thôi. Đấy, Su Made in USA này. Đấy là các bác đã lắp xong pin vào mic nha. Tiếp theo là các bác lắp pin vào cái cục kết nối không dây rồi chưa. Đấy, lắp pin vào đây. Đây, lắp đúng đầu pin nha. Đây nó có cái hiển thị này. Đấy, lắp đúng đầu pin vào nhá. Nó sử dụng cái pin là pin 18650. Cái pin này thì rất là hay là các bác không phải thay thế gì. Các bác chỉ việc là sạc lại và các bác lại dùng thôi. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đấy thì đây nó sẽ có nút on off này, bật lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái âm ly hoặc là cái bộ thu phát tín hiệu ấy, các bác cắm vào để nó ra âm thanh nhá. Thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. À, một cái hay nữa của cái sản phẩm này là toàn bộ nó dùng cái pin sẽ là cái pin 18650 thôi nhá. Đây, pin 18650 này. Cái pin này thì thị trường nó bán rất là nhiều. Ví dụ như sau này mà nó có hỏng pin thì các bác vẫn có thể thay thế cho em thoải mái luôn nhá. Và nếu mà các bác có nhu cầu muốn mua thêm cái pin này thì bên em đang bán một cái viên pin 18650 nha. Bên em đang bán lẻ các bác là 20.000 một viên thôi nhá. 20.000 một viên, nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều mua thêm. Còn không thì hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc các bác cắm vào cho em. Đây này, nó có cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, đi kèm nó sẽ có là cái dây cáp sạc nha nhá. Cái dây cáp sạc này, đấy các bác cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây này, đây là cái cục sạc Samsung nha, em đang xài này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua cái cục sạc này để về sạc cho thiết bị các thứ hoặc là sạc cho cái mic này thì bên em đang bán cho bác là lẻ một cái cục sạc của Samsung nha. Giá sẽ là đi 30.000 một cục nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cục sạc Samsung. Công suất của nó sẽ là 5V 2A, giá đang gửi bác là 30k một cái cục sạc nha. Đấy, 30.000 một cục nhá. Đấy, nếu các bác nhu cầu mua thêm. Đó thì đây, về thì các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB này. Đấy, sau đó một cái đầu lại các bác cắm vào cái mic là các bác sạc cho cái mic này rồi. Đấy, sạc đầy pin thì các bác lại lôi ra các bác xài. Cái này cũng thế luôn nhá, hai cái đều có cổng sạc luôn. Và cả cái bộ kết nối này cũng có cổng sạc luôn này. Đây này. Toàn bộ là thiết kế thông minh thôi. Là các bác sạc một lần và dùng được nhiều lần nhá. Và khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, nó như kiểu là điện thoại thông minh bây giờ ấy. Hết pin thì các bác lại lôi ra sạc thôi. Dùng hết pin lại lôi ra sạc có thế thôi. Rất tiện dụng, không cần phải thay tháo nhiều lần. Đó, đây là trên này có nút on off bật tắt này. Đấy, các bác bật tắt vào đây. Ở đây thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì lên và các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho. Có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ dùng luôn. Và một cái rất là hay là đi kèm nó sẽ có đi kèm cho một cái cổng kết nối như này. Đấy, cái cổng kết nối này để làm gì? Bình thường là các bác về cắm âm ly ấy, là các bác cắm trực tiếp cái này vào âm ly rồi cái bộ thu phát âm thanh nhà mình các bác cắm vào là các bác xài. Còn cái này thì ví dụ như là các bác có một cái loa Bluetooth ấy. Đấy, một cái loa Bluetooth ấy thì các bác cắm vào cho em. Và cái chân này còn lại, các bác xem cái loa Bluetooth nhà mình nó có cái cổng chân 3.5mm này không? Các bác cắm trực tiếp vào cái cổng 3.5mm là các bác xài. Đây ví dụ như em đang có một cái con loa Bomox 3 này. Đấy, nó có cái cổng chân AUX 3.5 này. Đấy thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đây em bật loa cho bác coi. Đó. Đấy, sau đó các bác cắm vào cho em. Đó, các bác cắm vào. Sau đó các bác bật on lên nhá, không nhá. On lên. Đó thì giờ em sẽ test mic cho bác này. Alo, lô. Đây nhá, đây về thì các bác có cái một cái loa không dây nhẹ nhẹ này. Đây ví dụ đây em đang có một cái loa không dây này. Đấy về các bác là đi kèm nó có một cái cổng kết nối 3.5 này, các bác cắm trực tiếp vào cái phần tai nghe của cái loa này. Đây ví dụ em là cắm đây nhá. Đấy cắm này. Đấy, nó sẽ nhận nhá. Bắt đầu em test này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy. Rất ok nha. Đấy, có độ vang các thứ đầy đủ luôn. Mic thu rất tốt luôn các bác nhá. Đấy. Các bác nghe thực tế là em đang nói bằng mic luôn. Nghe rất ok luôn. Đấy. Cái này là bằng cái loa Bluetooth nhá.
về đó các bác cắm vào mic là nghe rất hay luôn đấy, về các bác cắm vào cái âm ly thứ như mình nhìn nhau hai nữa, còn đây là loa mà nó đẩy lên nghe rất ok rồi, bắt rất tốt rõ ràng luôn rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Sốt Tiến Huyền các bác nhá, đó nghe rất ok. Rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm mic không dây này. Đấy, cái này thì em đang quay cái cách kết nối là bằng loa không dây Bluetooth này thôi. Còn nếu mà về thì về các bác cứ có âm ly, các bác cứ cắm trực tiếp âm ly mà xài nghe nó vẫn chuẩn hơn đúng không ạ? Đấy, cái này thì ví dụ như là mình cần hát di động ạ, cần di chuyển di động thì các bác cắm vào đấy để các bác xài. Vì ví dụ là trong trường hợp là những cái loa bây giờ là thường thường nó không có cái cổng to này thì các bác cắm vào cổng nhỏ thì nó sẽ đi kèm là một cái cổng chuyển đổi này thì về cũng khá là tiện. Đấy, về dùng rất hay luôn. Đó, cắm phịch vào cái. Thế là xong. Ok, rồi các bác nhá. Rồi mà chọn bộ như này đầy đủ phụ kiện. Về là các bác lắp vào là xài. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra test cho em thoải mái luôn. Nói chung là khá là ok đấy. Nghe hay, xịn, chất lượng. Hàng của Sure nhá, Made in USA. Đó. Hai mic rồi là pin biếc, bộ kết nối không dây đầy đủ đi kèm luôn. Pin là pin sạc đó nhá, pin là pin sạc, không phải pin sử dụng một lần nên là có yên tâm nhá. Bộ này sẽ có giá là đi 450.000. Đấy 450.000. À thì lỗ bác là 550.000 nhá, 550.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship bác luôn là một bộ đầy đủ nha. Đây, đấy bộ mic không dây, hai mic thôi nha, hai mic 550k bao ship tại nhà bác luôn, hàng của Mỹ, rất xịn sò ngon lành. Đó. Rồi qua mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã đèn cắm trại này. Cái này dùng hay lắm. Đó, về các bác đi cắm trại, đi picnic, đi chơi này. Đấy, xa nhà không có điện lưới thì các bác dùng cái này cho em rất ok. Đó, ví dụ như là trong trường hợp mất điện các bác lấy con này cho em xài rất hay luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá, nhìn rất là đẹp. Vừa decor trang trí, vừa làm đèn chiếu sáng, rất là xịn sò luôn. Toàn bộ thân đèn nha. Đấy, và có phần móc treo, đeo lên đeo lại rất ok. Nhìn rất đẹp, thẩm mỹ luôn nhá. Công tắc bật tắt đây, nó như kiểu dạng chiếc app coi. Đấy, đây. Các bác muốn tăng giảm độ sáng thì các bác điều chỉnh ở cái chiếc app cho em. Đấy, kèm công tắc luôn, tạch cái lên này. Đấy, và chiếc app này tăng giảm độ sáng này luôn, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá, rất hay. Và đi kèm là có một cái cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái pin 18650 nhá. Pin này thì rất là phổ thông và dễ dàng thay thế rồi. Ví dụ như là có hỏng pin, hết pin thì các bác ví dụ có pin này thì các bác lại lấy cục pin ra thay cục pin khác vào nếu pin này hỏng, hoặc là ví dụ như là pin này hết mà chưa kịp sạc lại thay pin khác nào. Thì bên em đang bán một viên pin 18650 nha. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đang bán bác là 20.000 một viên các bác nhá. Đó thì đang bán thêm cho bác là một viên này là 20.000 nếu mà các có nhu cầu mua thêm. Còn sẵn trong này nó có pin sẵn rồi. Thì hết pin thì các bác lại sạc vào và các bác xài thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bên em đang gửi bác là đi 90.000 một cái, 90.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái đèn cắm trại, đèn cắm trại giá 90k. Đây, chỗ này là cái cổng cáp sạc này. Đấy, về các bác kết nối cắm cái này vào đây, sau đó là các bác cắm cái chân còn lại vào cái củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn điện là 5V 2A. Về các bác có cục sạc điện thoại các bác cắm vào đây là các bác sạc nó rồi, có thế thôi. Sạc sạc đầy thì lôi ra dùng, hết pin thì các bác lại mang vào sạc, có thế thôi. 90.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn cắm trại nhá. Nhớ cho mã giúp em là cái đèn cắm trại. Đấy, đèn cắm trại 90k một cái đèn cắm trại nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái môi cơm inox này. Đấy, cái này rất là hay nhá, hàng mới về luôn đấy. Đó, bình thường là các bác hay thấy những cái môi cơm nó bằng nhựa không ạ, bằng nhựa. Cái này là bằng inox này. Cái này thì em báo giá luôn nhá, giá em đang gửi bác là 50.000 một cái môi cơm inox này. Đấy, bình thường là các bác hay nhìn những cái môi bằng nhựa, nhưng con này là rất là hay, thiết kế rất hay, nó bằng inox. Đấy, su 34. Về các bác cứ test 500 cho em thoải mái luôn. Inox thì các bác dùng yên tâm là rất là bền này. Thứ nhất là bền, mà thứ hai là nó sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ mà an toàn sức khỏe. Bình thường các bác dùng như môi nhựa là nó phải chuẩn cơ, thì như chất liệu nhựa nó chuẩn thì các bác ví dụ các bác xúc cơm nữa nó tiếp xúc với nhiệt nóng thì không lo, chứ còn các bác mà dùng những cái môi nhựa mà kiểu dạng vớ vẩn ấy là cái nhựa rất là độc, thì các bác chuyển sang dùng cho em cái môi inox này. Thứ nhất là sạch sẽ, an toàn, ok. Đấy, giá em đang gửi bác là 50k một cái môi cơm inox nha. Đó, giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái nhá. Lên mã em xem cái mô cơm inox nhá, cực kỳ sạch sẽ và an toàn luôn. Các bác về xài chuyển sang cái hệ inox của cho em. Đấy, hàng bên em mới về nên ôm lô số lượng hữu hạn đâu nhá, không có nhiều đâu. Đấy, về bán thử với bác này, về các bác xài thử dùng rất ok luôn. 50.000 một cái này, dùng bền, an toàn sức khỏe mà chất lượng nhá. Su 34, nhận hàng cứ kiểm tra test 500 cho em thoải mái luôn, sạch sẽ ok. Sản phẩm tiếp theo thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng điếu ngải cứu này, hôm nay hàng bên shop tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu nhá. Một hộp là 10 điếu ngải cứu, về các bác xài
Thứ nhất là xài để mình lấy mùi thơm này. Đấy, cái này khi mà các bác ngửi thấy cái mùi ngải cứu này rất là nhẹ người luôn. Đấy, tốt cho sức khỏe. Mà thứ hai là con này nó có tác dụng đuổi muỗi nhá. Đấy, xua đuổi muỗi, côn trùng rất là tốt luôn. Đấy, rồi là ví dụ như là nhà cửa lạnh lẽo, các bác thắp lên cho em một nén như này. Đấy, ấm áp nhà cửa ok luôn. Đó, nó là dạng điếu điếu to này nhá. Nó kiểu là cái điếu xì gà. Đấy thì bên em hay gọi là điếu ngải cứu nhá. Đấy, điếu ngải cứu. Trong này là sẽ có ngải cứu. Cái này về các bác không cần phải bóc gì cả, về chỉ việc là các bác đốt đốt lên sau đó các bác gì thôi. Rồi các bác xài thôi. Thì đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đế như này. Đấy, một hộp này sẽ có kèm một đế nha. Cắm nó vào đây. Đấy, cho các bác để lên nha. Và các bác đốt trực tiếp cái đầu này thì nó có thế nó cháy dần là nó sẽ tỏa mùi hương ra rất là thơm. Đấy, rất nhiều công dụng nhá. Tốt cho sức khỏe này, rồi là xua đuổi muỗi này. Đấy, xua đuổi muỗi côn trùng, rồi là giúp nhà cửa ấm cúng. Đấy, rất ok luôn. Một hộp là 10 điếu luôn nhá. Giá thì siêu tốt bình dân luôn. Đấy. À, lên mã cho em xem cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá, 10 điếu. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k. 30k một cái hộp điếu ngải cứu này. Đấy, cứ lên mã cho em xem điếu ngải cứu này. Điếu ngải cứu nhá. Đấy, chất liệu là toàn bộ là từ ngải cứu ạ. Ngải cứu từ thiên nhiên nên rất an toàn. À, 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, đi kèm sẽ có là một cái đế gỗ này để về các bác cắm cái điếu này vào các bác đốt lên coi nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngải cứu đuổi muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Rất nhiều công dụng nhá. Đấy, đem lại sức khỏe này. Rồi là thông thoáng nhà cửa nhá. Thông thoáng nhà cửa rồi là dùng rất nhiều công dụng khác nhau. Đấy, cho một cái không gian trong lành, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của mình ngày cứu dùng rất là tốt cho sức khỏe luôn nhá. Đấy, thì ở đây một hộp là 10 điếu này, giá sẽ là 30.000 hộp nhá, 30.000 hộp. Lên mã cho cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá, 30k một hộp 10 điếu ngải cứu, đi kèm cho bác là một cái đế này nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái hộp điếu ngải cứu 10 điếu nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai dầu gió của Singapore, hàng mới xuất, tiếp tục hàng về này. Đấy, về các bác bôi đau nhức người ngậm này, côn trùng đốt các thứ dùng rất là tốt luôn. Một cái lọ này dung tích của nó sẽ là 24ml, hàng cam kết chuẩn của Singapore luôn, made in Singapore, hàng xách tay nhá. Bản này xuất cho thị trường của Mỹ luôn này con này. Đấy, thị trường của Mỹ luôn, rất là xịn. Đó. Một hộp là 24ml nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra, bóc rồi là test thử các thứ thoải mái cho em luôn. Giá bên em đang gửi bác thì một cái lọ dầu gió nha. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 lên mã cho em sẽ là cái lọ dầu gió nhá, lọ dầu gió của Singapore. Đấy, một lọ là 50.000. Một lọ dung tích là 24ml coi nhá, 24ml, 50k một lọ dầu gió này coi nhá. Tiếp theo thì lại về tiếp tục, đó là cái mã hàng keo dán giày. Đấy, báo giá bác luôn, bán nhanh bác luôn, 20.000 một típ keo dán giày này. 20k một tít này. Lên mã cho em sẽ là cái keo dán chuyên để các bác dán giày, dán dép nó bị rách, bị đứt các thứ ạ. 20k một típ. Đấy, 20k một típ, các bác lấy 3 típ. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ nhá. Đấy, 5 cái 3 tip, còn các bác lấy 1 tip để là 20k. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Keo dán giày dán cực kỳ chắc luôn. Một tip này sẽ là 60ml. Đấy, 60ml dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác chuyên dùng để dán giày rách, dép rách bị đứt các thứ rồi, các bác chuyên dùng để dán nhá. Hàng này thì bên em đang bán của nó sẽ là hàng đầu kim. Đây có nhìn này. Hàng sẽ là cái hàng đầu kim này. Các bác dùng là yên tâm, nó để được lâu. Bình thường là những cái dạng đầu ấy là hay bị, các bác dùng hay bị bịt này. Đấy, nhưng con này nó là dạng đầu kim. Đấy, các bác không mà lo cái đầu nó bị bịt hay nó bị tắc nhá. Đấy là các bác cứ dùng cái các bác xỏ vào là nó sẽ thông cái đầu luôn. Đấy, lần sau là các bác có thể dùng được mà các bác yên tâm là để lâu được nhá. Đấy. Giá em đang gửi bác là một típ là 20.000. Lấy 3 típ sẽ là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là lọ keo dán giày. Đây các bác cùng xem thực tế video này. Đồ vật bị gãy bể từng vụ vứt đi, hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh khô này để sửa lại xem nhé. Keo có độ kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đấy là cái lọ keo dán giày. 20k một típ nhá, lấy 3 típ 50.000. Bơm tay này, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bơm tay vàng nhá. Bơm tay vàng, hàng của thương hiệu Stanley Japan, rất xịn sò, ok luôn. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã bơm này thì đây, hôm nay hàng lên shop. Lên shop về cho bác này. Đấy, con này thì nói chung là quá chắc chắn rồi. Đây.
Stanley Japan. Có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá. Dây bơm thì chống gập, chống gãy. Dây bơm siêu bền, các bác cứ gập cho em thoải mái này. Thả tay cái lại về bình thường luôn. Đấy, dây bơm siêu bền nhá. Phần đầu bơm thì bơm xe đạp, xe máy các thứ ra. Con này thậm chí các bác bơm cho em ô tô con thoải mái luôn. Đấy, đây phần chân bơm có nhìn này, phần chân bơm thiết kế toàn bộ là bằng nhựa cao cấp ABS nhá, rất chắc chắn luôn, thân bơm bằng kim loại. Đấy, đây phần tay cầm. Các anh nhìn cái phần ti của nó này, cái phần ti của con bơm này rất là to. Bình thường là các bác mua thị trường cái con ti bơm ấy nó rất là nhỏ, bơm nó thứ nhất là nó rất là mềm mà nó yếu ớt. Đấy, con này bơm cái ti bơm nó to nên khi mà con bơm nó rất là cứng cáp, nó rất là khỏe, nó dễ bơm. Đấy, lượng hơi thì ra rất là đều các nhá. Lượng hơi ra rất đều, bơm rất êm luôn. Đấy, bơm rất êm. Về các bác bơm xe đạp xe máy ra. Con này nói chung là các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Bình thường là các bác nhà hay có xe đạp xe máy thứ giờ cứ phải đi chạy đi hàng xóm mượn bơm này, rồi là mình cứ phải mang ra quán mình bơm các thứ rất là mất công. Đấy, mua cho em con này về các bác vứt ở nhà. Đấy, lúc nào cần cái mình có cái mình lôi ra mình xài luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, đồng hồ đó xuất đầy đủ các bác luôn. Giá thì đợt này nó về cái lô này giá nó rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bơm tay vàng. Đấy, bơm tay vàng. Bơm tay vàng là hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 một cây nhá. Bơm tay vàng này. Đấy, giá sẽ là 170.000 một cây. Còn nhà em còn một loại nữa là bơm tay inox. Bơm tay inox thì là 150, còn con này thì là 170. Đấy thì các bác ưng cái mã nào thì cứ báo nha. Đấy, hai mã này nó xem nhau thôi. Đấy, còn cái mã này thì trước em cũng bán rồi. Một thời gian nó hiện đang bán hết hàng mà cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây đợt này lại về nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây bơm tay vàng nhá. Đấy, cây bơm tay vàng. 170.000 một cái cây bơm tay vàng này nhá, 170.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp mát nam châm này. Lên mã em sẽ cái dụng cụ kẹp mát để về các bác hàn xì nhá. Các bác xài con này cho em rất ok. Đây, về thì các bác siết lại cho em với con ốc này. Đấy, thì khi mà vận chuyển thì những con ốc này hiện tại đang lỏng ra thì về các bác siết lại. Đấy, và các bác kẹp cho em cái dây mát của cái máy hàn ấy, các bác kẹp vào đây. Và ví dụ những cái chỗ nào mà kim loại ấy, các bác hít nó vào. Đấy, hít nó vào là nó sẽ dính chặt vào cái phần kẹp mát này, nó sẽ chạm với lại cái phần kim loại mà các bác hàn ấy. Bình thường là các bác cứ phải kẹp bằng tay cái thứ rất là mất công. Đấy, rồi là các bác cứ hay cặp bằng cái kìm ấy để các bác kẹp mát vào, nó thứ nhất là mất công mà thứ hai là khi mà mình tháo nó không tiện. Cái con này các bác chỉ việc bỏ một cái là nó siết luôn vào đây, cái phần mát này nó sẽ chạm vào và các bác cứ thế các bác hàn thôi. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát để các bác hay hàn xì ấy, hay thợ hàn thì các thứ gia đình cũng dùng thoải mái luôn. Con này cái nam châm này hít rất mạnh, đây em sẽ test bác con này. Đây cái nam châm này hít rất là mạnh luôn. Đây, cái nam châm này. Đấy, thấy không? Hít rất mạnh luôn và cái phần kẹp mát nó sẽ chạm đây luôn này. Đấy, còn nếu các bác về xem cái cỡ của nó thì các bác có thể điều chỉnh bằng cái ốc này. Đấy, và về các bác kẹp cái dây hàn nó cho em xong. Đấy, nó gọi là cái kẹp mát nam châm. Đấy, bỏ vào cái nó sẽ kẹp rất là chặt luôn, kẹp hít rất chặt nhá. Đó, và nó sẽ chấm cái đầu mát vào đây là cứ thế các bác hàn thôi. Nó rất là dễ dàng sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đó, cố định một chỗ mình đỡ phải di chuyển mang đi mang lại, nó mất công ạ. À, bình thường là các bác cứ phải kẹp cái hàn kia mang đi mang lại mất công, mà ví dụ như các bác ở xe chẳng may là giật dây mạnh cái là nó sẽ bong luôn cái phần kẹp cái kẹp mát, cái dạng kẹp ra. Nhưng con này nó dạng nam châm hít rất là chắc mà nó khi mà mình lấy ra nó rất là tiện, rất là dễ nhá. Đó, báo giá bác luôn, lên mã cho em sẽ được cái kẹp mát nhá. Đấy, cái dụng cụ kẹp mát nam châm, cứ lên mã em sẽ đi kẹp mát cho nó dễ. Đấy, kẹp mát này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi nhá, 40.000 thôi, 40.000 kẹp mát này. Kẹp mát để các bác hàn xì này, 40k. Đấy, 40k một cái kẹp mát này, 40k, nó có nam châm hít nhá, rất là khỏe luôn. Đấy, 40k một cái. Đấy, các bác cùng xem video này. Hàn mà còn dùng kẹp mát này không ạ? À? Để em lên cho các bác mẫu kẹp mát nam châm hút chặt của bên em. Thiết kế đẹp mắt đi kèm có nam châm, có thể hút dính mọi mặt phẳng địa hình góc cạnh, có thể dùng cho máy 500A, có san cốt kẹp thuận tiện cho đấu nối, dễ dàng lắp đặt tháo lắp nhanh gọn. Lưu ý sử dụng phù hợp cho các vật liệu có từ tính như sắt thép. Chưa tới 50k các bác đã sở hữu bộ đầu mát nam châm này à? Bác nào thích mua ủng hộ em nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, con này rất là hay. Đấy, mà đặc biệt con này view những cái chỗ mà cái dạng view sắt tròn này, bình thường là các bác kẹp rất là khó này. Đây các bác cho đây cái đó là hít vào luôn, rất ok luôn, nó hít luôn cả những cái sắt tròn này và cái điểm cực này nó chạm vào đây. Đấy, về các bác đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, những cái vị trí rất là khó như con này vẫn có thể làm được không nhá. Nó gọi là cái kẹp mát nam châm, kẹp mát cho bác hàn xì sửa chữa, 40.000 một cái nhá. Rồi các bạn, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã quạt 12V này. Đấy, thời tiết bắt đầu đang rất là nóng rồi mà cái tình trạng mất điện này chắc chắn là sẽ có xảy ra. Đấy, các bác mua cho em ngay con quạt tẩu 12V này về. Nó là dòng quạt chạy 12V nhá. Đấy, về các bác có ắc quy 12V là các bác cứ phệt vào cho em là vã vào là chạy thôi, mất điện không lo nhé nhá. Mát cực kỳ luôn.
Rồi là đặc biệt ví dụ các bác nào đang đi ô tô mà những cái dạng ô tô đời cũ là điều hòa thứ là mà nó chưa đủ độ mát ấy, thì các bác tăng cường thêm xem một cái con quạt này vào nữa, rất mát luôn. Thì đi sẵn thì nó sẽ có là cái đầu để cắm, thì nó là cái đầu để các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhá. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho ô tô, nhưng mà nếu mà các bác muốn dùng gia đình thì bên em sẽ có một phương pháp để các bác dùng gia đình, thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là một cái bộ tẩu cái này nữa. Đấy, thì về các bác có ắc quy, các bác kẹp vào bình ắc quy, sau đó các bác cắm cái đầu còn lại của nó vào đây, cắm vào đây đó, và các bác kết nối các bác bật lên là các bác xài thôi. Con này nó là dạng quạt đôi nhá, công suất một quạt là 10W nhá, hai quạt thì tổng sẽ là 20W, chạy cực kỳ khỏe và rất êm luôn. Đấy, bẻ các hướng các kiểu này, bẻ lên bẻ xuống bẻ cụp này. Đấy, rồi là xoay sang bên trái, xoay sang bên phải nhá. Đấy, xoay các hướng các kiểu là có thể là ngửa sang sau, ngửa về trước này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, là phần đế các bác có thể để trên bàn, để trên nắp capo ô tô, rồi là để những chỗ nào các bác cần mát. Rồi là ví dụ như là nó cũng là một chiếc quạt tản nhiệt rất hay, ví dụ như một cái thiết bị gì đấy trong mùa hè này. Đấy, thường thường các bác xài nhiệt độ bên ngoài trời rất là cao rồi, các bác cần một cái thiết bị để mà các bác tản nhiệt, thì con này nó cũng là một cái phương pháp rất tốt luôn. Các bác chỉ việc là kẹp vào cái bình 12V hoặc là các bác xài thôi. Đấy, rất ok đây. Tại đây em đang có cái bình 12V này, các bác kẹp cho em đúng đầu âm dương nhá. Đây, kẹp đúng đầu âm dương cho em. Đấy, là quạt nó chạy thôi, quạt chạy phà luôn, chạy khỏe lắm. Đấy, con này mà nó đủ điện áp của nó chạy thì siêu mát luôn. Vì nó là dòng quạt đôi mà nó mát kinh khủng luôn. Đây. Đấy, đây em với đang để số 1 nha các bác, tăng số 2 này. Đấy, thấy không? Chạy rất êm. Nó là dòng động cơ không thổi than nhá, nên là thứ nhất là nó chạy nó êm, mà thứ hai là cái động cơ không thổi than này nó rất là bền các bạn, rất là bền. Nó không như cái dòng động cơ có thổi than các bác chạy rất là nhanh hỏng như con này. Chạy như là êm không kêu, mà thứ hai là nó bền các bạn. Đây, bật bác số 2 này. Thấy không? Chạy nó phà mát kinh khủng luôn. Em để khoảng cách từ đây đến chỗ em ngồi khoảng tầm hơn mét nhưng vẫn rất là mát nhá. Nó cái giải thổi của nó rất là xa, rất mát luôn. Đấy, mát cực kỳ. Đây có em chỉ gần cầm phà luôn. Đấy, có nghe thấy không? Phà luôn. Mát cực kỳ luôn. Đấy, mùa hè ví dụ trong tình trạng mất điện, các bác xài này cho em rất hợp lý. Rồi là ví dụ trên ô tô mình điều hòa chưa đủ mát thì các bác xài cho con này. Mát cực kỳ. Đấy, điều chỉnh các hướng các kiểu nhá. Đấy, đây. Đó, cục lên cục xuống này, cục ra cục vô. Rồi làm một cái dụng cụ để tản nhiệt cho cái thiết bị mà nó hiện tại đang nóng quá tải. Các bác làm cái con quạt để tản nhiệt nó rất là mát luôn. Đó, rất là hay nhá. Quạt chạy rất êm. Đấy. Công suất là 10W một quạt, hai quạt là 20W nhá. Và cắm trực tiếp vào nguồn 12V cho em là các bác xài thôi. Đấy, và về nếu mà các bác không có ô tô, các bác muốn xài ắc quy thì các bác mua thêm cho em cái đầu tẩu cái nha. Đấy, thì tại vì em đang bán một cái đầu tẩu cái nha, đang bán với bác là giá là 40.000 một cái này. 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Còn nếu mà các bác muốn mua quạt thì đang bán với bác giá là 120.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được cái quạt tẩu 12V. Đấy, hoặc là quạt 12V được. Quạt 12V giá sẽ là 120.000 một cái quạt 12V nha. Đấy, 120.000 một cái quạt 12V nhá. Còn mua đầu tẩu thì cái đầu tẩu cá thì đang bán với bác là 40.000, về các bác kẹp trực tiếp bình ắc quy là các bác xài. Còn nếu mà nhà bác nào dùng chiếc ô tô thì không cần đâu. Đấy, chiếc ô tô thì nó có sẵn cái đầu tẩu cá này rồi, về là các bác cắm chiếc ô tô là các bác cắm cái đầu tẩu cá nha, là các bác xài thôi. Còn nếu mà cái này em bán với bác nào mà dùng ở gia đình không có ô tô, hoặc là các bác muốn xài gia đình xài ắc quy thì các bác mua cho em thêm cái này. Đấy, còn không thì về các bác chế cháo mình về thì các bác chế gắn hàn đấy được. Đấy, cái đầu này của nó, đầu lồi là đầu dương này, còn đây đầu âm. Nhưng mà về các bác cắt ra các bác hàn chế, ví dụ hàn nó lỗi thì bên em không bảo hành các bác nhá. Đấy, vì hàng nó phải nguyên si bên em mới bảo hành được, không đến lúc ví dụ như hàng nó vấn đề xảy ra mà các bác cắt chế cháo ra các bác đấu nối thì bên em không bảo hành nhá. Đấy, lưu ý vấn đề đấy. Đó, rồi lên mã cho em xem cái chiếc quạt 12V nhá. Đấy, quạt 12V chạy rất khỏe, rất mát luôn. Chạy điện 12V. Nhớ cho em là chạy điện 12V nhá. Về các bác phệt với điện 220 là đi ấy. Giá sẽ là 120.000. Còn muốn mua thêm cái đầu tẩu cái để về các bác kẹp vào bình ắc quy thì đang bán với bác là 40.000 một cái đầu tẩu cái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng rất hot trong mùa hè, đó là cái kính bơi này. Đấy, các bác chuẩn bị đi du lịch này, đi chơi này. Đấy, rồi cho các cháu nhà mình. Cái kính bơi này thì trẻ em người lớn đeo hết luôn các bác nhá. Trẻ em người lớn đeo hết luôn, rất tiện dụng nhá. Đầy đủ phụ kiện thứ bên trong. Về các bác tháo ra là các bác xài thôi. Nói chung là đã chuẩn bị xác định đi biển đi biết thì nên có rồi, ví dụ như là các cháu nhà mình ở nhà đến mùa hè hay bơi biết các thứ rồi đấy, cầm một con kính bơi hoặc người lớn có thể đeo luôn. Con này có thể chỉnh cữ được nhá, đây cái dây thun đằng sau của nó này, nó có thể chỉnh cữ được. Về các bác tháo trong cái nắp ra này,
nâng cái nắp ra này. Đấy, sau đó các bác chỉnh cữ theo cái vòng đầu của bác nhá, hoặc là theo người đeo. Đó, và các bác đeo thôi. Kính thì mắt rất là trong này. Đấy, mắt rất là trong và cái phần do này bịt rất là kín luôn, không lo nước vào nhá. Đấy, gọi là cái kính bơi. Đấy, báo giá bác luôn. Giá thì rất tốt, bình dân luôn. 20.000 một cái kính bơi này các nhá, chỉ có 20.000 thôi. Lên mã cho em xem cái kính bơi nhá. Đấy, kính bơi mùa hè. Giá đang của bác là 20k một kính bơi nha. 20k một cái này. Đấy, 20.000 một cái bộ kính bơi này. Về là các bác mua cho các cháu thì mình sử dụng này. Mà chuẩn bị đi biển biết các thứ này, rồi là người lớn có thể xài được luôn nhá. Đó, bơi biết các thứ là dùng rất ok luôn. Về dùng rất là tiện. Đó. Bình thường các bác ra những khu du lịch các thứ là một cái kính bơi này 5-60.000 một cái luôn đấy. Thực sự các bác luôn, nếu mà các bác đã xác định chuẩn bị đi rồi, mình nên mua trước này đi. Đấy, mua có cái là xài luôn, thứ nhất là rẻ, thứ hai là tiện, mà có cái dùng ngay. Đó, đến lúc mà đến nơi khi một là có khi còn cháy hàng, thứ hai có khi nó rất là đắt. Đấy, vì khu du lịch nhiều khi người ta chặt chém giá rất là cao. Đó, 20k một cái sản phẩm kính bơi nhá. Người lớn trẻ em đeo hết luôn, vì cái này nó có cái phần dây chun này nó chỉnh cái cữ đầu. Đấy, và cái phần mắt này khá là to này, nên là người lớn trẻ em đeo hết luôn. Đó, rất ok. 20k một cái bộ kính bơi nhá, 20k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng bút bi này, bút bi thiên long nhá. Hiện tại em đang có hai màu là màu xanh và màu đen, và mình em đang bán đồng giá là 25.000 một hộp nhá. 25.000 một hộp bút bi là 20 chiếc nha. Đấy, bán là cả một hộp 20 chiếc luôn, vì giá nó rất là bình dân hạt rẻ rồi, chứ không phải là dạng giá cao đâu. Bình thường là các bác mua một cái hộp này ở cửa hàng biết cũng phải khoảng tầm 5-60.000 một hộp. Đây bên em bán bác giá thì gần như là cái giá gọi là cái giá các bác nhập vào luôn đấy. Đấy, có khi cửa hàng nó nhập với giá đấy luôn. 25k nhá, 25k cho một cái hộp bút bi của Thiên Long. Đấy, một hộp là 20 bút nhá. Đầu bút thì là đầu bút cao cấp 0.5mm. Đấy, nét viết trơn này, êm này, mực ra đều và liên tục này. Đấy, thì một hộp là 20 cây. Bên em sẽ có hai màu là màu xanh và màu đen. Các bác lấy màu nào báo em, mình có thể lấy cả bộ về thay nhau viết được. Đấy, thì một hộp là 25.000, lấy hai hộp là một đôi là 100. Đó, tùy nhu cầu nhá. Có hai màu là màu xanh màu đen. Bút bi của Thiên Long nha, đây bút đây. Đấy, bút đây nhá. Đấy, rất ok luôn. Về các bác xài sử dụng này. Đầu bút là đầu 0.5mm. Đấy, lò xo rất là trơn tru, chắc chắn chất lượng luôn. Nói chung là bút bi này thì quá nhiều bác biết, em không giới thiệu nhiều, chủ yếu là báo giá bác thôi. 25k một hộp nhá. Màu xanh màu đen, lấy màu nào báo anh em nhá. 25k một hộp là 20 bút nhá. Bán một lúc là bán cả hộp luôn, không bán lẻ một cây nhá, không bán lẻ một cây, bán cả hộp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái móc áo cua đơn. Các bác cứ lên mã nha, cái móc áo cua đơn. Bên em sẽ bán nó combo một lần là 10 chiếc một nhá. Đấy, bán nó combo bác một lần 10 chiếc một này. Giá thì siêu hạt rẻ luôn. 30.000 cho một combo 10 cái, chính ra là vào có 3.000 một cái thôi. Đây 2 này. 2 4 6 này, 7 này. 8 này. 9 10. Đây, một lần là 10 cái này nhá. Về các bác xài móc vào quần áo này, móc đồ thứ rất ok đây. Đấy, kẹp rất chắc luôn, kẹp siêu chắc nhá. Đây cái phần móc, đấy, các bác móc treo lên tủ đồ, tủ quần áo rất là gọn gàng ok. Và các bác có thể móc móc đây, móc nhà này. Móc treo nó nối tiếp với nhau luôn. Đây, đấy, rất ok luôn, rất hay nhá, thiết kế rất là thông minh. Nó chỉ có một cái còn gọn thôi nhưng mà rất là hay, nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy thì sẽ bán được combo là 10 cái một nha. Đấy, 10 cái một này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái móc áo cô đơn. Đó, móc áo cô đơn. Bán được combo là 10 cái một nhá. Đây, móc áo cô đơn này. Combo là 10 cái một, giá sẽ là đi 30.000 cho một combo 10 cái nhá. 30.000 cho một combo là 10 cái nhá. Đấy, về các bác xài sử dụng rất hay đây. Em sẽ cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm để các bác biết về cái công dụng của sản phẩm như nào. Đây các bác cùng coi này. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gắt đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, chỉ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa. Cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, khi mà các bác kẹp vào quần áo lên nó rất là ok luôn. Rất là dễ tìm, dễ kiếm này. Rồi là các bác có thể móc đồ vật, đồ ăn các thứ lên đấy được luôn. Rất tiện dụng, các bác treo lên nhá. Đó, rất là hay. Nói chung là giá nó hợp lý mà sản phẩm dùng rất ok đấy. Dùng hai năm cái này em bán cực kỳ nhiều, bán chắc phải đến khoảng tầm mấy trăm nghìn chiếc, mấy trăm nghìn combo này, bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Vì giá nó bình dân á, chỉ có
30 ngàn thôi mà 10 chiếc này, về nó móc được khá là nhiều đồ luôn. Đó. Combo 10 móc áo cô đơn nhá, 30 ngàn một combo nha. Này thời tiết nó nóng nào quay cũng phải sẵn cái quạt 12V này, rất mát quá nhá. Đấy, phải mọi người mát cực kỳ luôn. Ở đây. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái đèn quay. Đấy, đèn quay nhá, đèn quay nhiều màu rất ok. Về các bác trang trí này, rồi các bác trưng bày, rồi là các bác thắt lên phòng lên nhà nhìn rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái đèn quay nhiều màu. Đấy, đèn quay nhiều màu nhá. Giá sẽ là đi 40 ngàn thôi, chỉ có 40 ngàn một cái đèn quay nhiều màu này. Cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Thì khi mà đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái đu đèn như này nữa. Đấy, về các bác xoáy với đu đèn này. Xoáy trực tiếp với cái đu đèn này cho. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn điện 220. Ở cái đu đèn này rất hay là nó có thiết kế một cái công tắc bật tắt rất tiện đây. Đấy, cắm thì các bác cứ cắm vào nguồn, có lúc nào xài các bác bật lên không dùng thì mình tắt đi cho. Em cắm cho bác coi nhá. Cắm trực tiếp điện 220 này. Đấy, bật lên này, thấy không? Quay như kiểu là ba sàn luôn nhá. Ánh sáng rất là rõ ràng. Cứ quay tròn này thôi, cứ quay tròn này. Đấy, tạo hiệu ứng màu sắc nhìn rất là đẹp luôn nhá. Ở đây. Thấy không? Quá ok này. Đấy, các bác về cắm trực tiếp điện 220 sàn. Trên này có công tắc nhá. Mình dùng các bác bật lên không dùng tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đó đây. Cứ quay tròn thôi và nó chiếu lên trần lên trước các thứ này, chiếu vào trong nhà nhìn cái màu sắc ánh sáng nhìn rất đẹp luôn. Đó, 40 ngàn một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn quay cắm trực tiếp điện 220 các bác xài nhá. Giá đang gửi bác là 40 ngàn một cái đèn quay này nhá. 40 ngàn một cái, đi kèm sẽ có cả đu đèn các thứ đầy đủ luôn. Về các bác cắm là xài thôi. 40 ngàn một cái đèn quay nha, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng này. Đấy, cái này thì về dụng xài rất là hay luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng. Giá của bộ này sẽ là đi em bao tiền nhỉ? 70.000 bộ nhá. 70.000. Đấy, 70k bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà nói chung là rất là cần thiết cho mỗi gia đình. Đấy, rồi các bác nào hay xài di chuyển đồ đạc, tủ lạnh, tivi, rồi là máy giặt, rồi là giường chiếu các thứ rồi. Bình thường là các bác có phải nhờ người thứ là nó rất vất vả như đây. Mua cho em một cái bộ này về các bác không cần phải nhờ người luôn. Đấy, thì một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay đòn bẩy này và đi kèm là bốn cái chân. Đấy, 4 cái chân và những cái chân này nó có bánh xe nên khi mà các bác có để đun đi đun lại rất ok. Đấy, mắc chịu tải của nó lên đến là 150kg này. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam, nói chung là người Việt dùng hàng Việt. Đấy, ủng hộ hàng Việt nhá. Thiết kế rất thông minh. Đây là một cái tay đòn bẩy này. Tay đòn bẩy, cái tay nó có bánh xe. Rồi các bác hút cái tần bẩy và cái đồ các bác cần nâng lên. Các bác khi mà các bác nâng lên rồi thì các bác sẽ cho em cái này vào. Đấy, nó gọi là cái đế này. Đấy, và cái đế này nó có những cái bánh xe này, nó sẽ quay nhá. Đấy, quay đi quay lại rất hay luôn. Đấy, rất ok. Thì một cái bộ này sẽ gồm có là bốn cái đế nha. Đây. Bốn cái đế nha. Bốn cái đế chân bằng nhựa ABS cao cấp nhá và một cái tay đòn bẩy bằng kim loại luôn, rất chắc chắn nhá. Cái này thanh này của nó cái thanh sắt đặc luôn này. Thanh sắt đặc này. Thanh này về thanh này phi 10, siêu chắc siêu khỏe luôn. Đấy, bánh xe các bác sụp vào đẩy nha, thế xong. Đây một chọn bộ này là 70 ngàn nhá, là 70 ngàn một bộ nhau nhá. Lên mã em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k một bộ nhá. 70k một bộ. Đây các bác cùng coi video về sản phẩm này. Đây. Làm sao để di chuyển đồ vật nặng trở nên nhẹ nhàng hơn và ít thiệt hại hơn? Hôm nay thì gợi ý cho bạn đó là sử dụng bộ kit nâng vật nặng 5PC. Dụng cụ di chuyển đồ được thiết kế dễ dàng sử dụng và rất tiện lợi, làm giảm nguy cơ các đồ vật bị lật hoặc va chạm với những bức tường và ủng tắc cửa, giảm tốn kém thiệt hại tài sản. Thích hợp để di chuyển tất cả các loại đồ vật lớn nhỏ như đệm, TV màn hình phẳng, tủ quần áo, tủ lạnh vân vân. Là làm sao? Đấy, rất tiện dụng nhau coi nhá, dùng rất hay luôn. Dụng cụ hỗ trợ nâng và di chuyển đồ vật nặng tiện lợi dành cho gia đình nhà bạn. Bình thường là các bác có phải nhờ người nọ người kia kênh cùng, như đây rất là nhàn thôi. Đấy, kê vào đẩy bẩy nó lên, sau đó các bác đút xem cái bộ bánh xe vào bốn bánh bốn góc đấy, các bác cho vào và các bác đẩy lên, thế là xong, rất là hay luôn. Đó, đi kèm là có cả cái dụng cụ đòn bẩy nữa và bốn cái đế nha. Về các bác cho lên và các bác ấy, ở đây nó có bánh xe này quay này, đấy, bánh xe cứ thế là quay di chuyển nó quay thôi. 70k bộ nhá, bộ dụng cụ di chuyển đồ 70k, hàng Việt Nam nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió Singapore này, nhiều bác hỏi quá này, thì đây tiếp tục hàng lại về nhá. Lên mã em sẽ cái lọ dầu gió hàng của Singapore, made in Singapore. Đấy, một chai này là 24ml nhá, rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này thì hàng cam kết bác là hàng chính hãng chuẩn 100%. Đấy, các bác mà phát hiện hàng giả hàng nhái bên em đền bác 200 lần tiền luôn. Đấy, chắc chắn cái này em bán siêu nhiều rồi, mà hàng thì khi thảm mới có về, không về được nhiều đâu bạn, vì hàng này là hàng sách tay chứ không phải hàng đấy. Đây đó, đây hàng này xuất cho thị trường của Mỹ này, LAUSA này, mùi thơm nóng quá nhá, mùi thơm nóng và chất lượng. Hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp, hàng hệ hai nắp. Hàng hệ hai nắp thì hàng là chống chỉ định cho chị em sử dụng nhá. Đấy, ví dụ như là chị em chẳng may chúng nó có cầm vào chúng nó không thể mở được nhá, vì hàng hai nắp nó là hàng an toàn. Các bác muốn mở có ấn cho em, ấn mạnh vào. Đấy, sau đó các bác xoáy ra. Đấy, và khi mà các bác muốn lắp nó vào thì các bác lại ấn nhá. Đấy, lắp vào các bác xoáy sau các bác ấn. Đấy, nó sẽ lại khớp vào, ok. Đây, hàng tem mác online này. Mùi rất là thơm nhá. Đấy, mùi thơm nóng nhá. Nói chung là hàng chuẩn dầu gió. Chuẩn dầu gió của Singapore nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, bán siêu nhiều luôn. Mà thậm chí là lâu lâu với lại có hàng về thôi chứ không về liên tục đâu. Đấy, lên mã nhá, em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore nhá. Một chai này là giá sẽ là 50.000 một chai. Lên mã em sẽ là chai dầu gió Singapore, 50k một chai. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đau xương khớp, đau người ngậm rồi cảm ốm, hắt hơi, sổ mũi rồi các bác bị côn trùng đốt. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều công dụng khác nhau nhá. 50k một cái chai dầu gió Singapore này. Hàng một chai này là 24ml. Đây con nhìn cái tem bóng 7 màu nó này, lên các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không này. Đấy, thấy không? Đây, tem bóng 7 màu này, lên nó nói chung là nhìn cái lọ chính hãng nhìn nó khác ngay, nhìn nó khôn lắm. Đấy, nhìn nó không phải dạng hàng giả nhái đâu. Nhìn các bác nhìn cái cảm quan ngoài các bác biết ngay là hàng chuẩn hay không rồi. Đó, đây. Made in Singapore. Đó. 50k một chai nhá, dầu gió của Singapore, 50k một chai này, hoặc là lên mã như em sẽ là dầu gió xanh cũng được. À, lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, nhiều bác hỏi quá này. Bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Giá thì vẫn thế đó bác thôi. 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đây, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn. Đấy, kéo ra thu vào rất tiện dụng luôn. Các bác muốn để ngắn hoặc để dài nhẹ được. Đấy, mình chỗ nào dài các bác không với tay được mình có thể kéo ra. Đấy, đặc biệt là lưng. Đấy, lưng thì các bác với tay các bác gãi rất là khó, mua cho em cái cây này về. Giá nó bình dân thôi. Cái phần đây của nó là dạng sừng này. Thân của nó thân inox nhá, rất chắc chắn và bền luôn. Giá thì em báo giá luôn nhá. Lên mã nhá, em sẽ được cái cây gãi lưng. Bên em đang gửi bác là giá sẽ là đi 10k nhá, 10k. 10.000 một cái cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cây gãi lưng có thể là kéo ra và thu vào dùng rất tiện dụng luôn. 10k một cây nhá. Lên mã sẽ là cái cây gãi lưng. Đó, 10.000 một cây. Rất tiện. Thắt lưng với lại ví da thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Dòng thắt lưng da bò với lại ví da của Mỹ này. Đây, giới thiệu luôn cho bác đó là cái ví da này. Ví da này thì tại em đã có hai màu. Là ví da màu nâu, ví da màu đen. Giá em đang bán là 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái ví da bò khâu tay nhá, 140.000 một cái này. Có hai màu là màu nâu màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào được cứ báo cho em nhá. Đấy, lấy màu nâu báo cho em, lấy màu đen báo cho em. Đây. Con này là con màu đen đây này. Đấy, con này là con màu đen, còn con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đây, quay cho bác chi tiết về sản phẩm này. Toàn bộ thì là khâu bằng tay. Đấy, khâu bằng viền bằng tay hết luôn. Đấy, bên trong này. Hàng này thì hàng của Mỹ nhá, made in USA. Đó, phần bên trong đây. Có rất nhiều ngăn đấy bác, xài thoải mái luôn, có cả một cái ngăn khóa chính này để các bác để những cái tài liệu chính ở đây, và một cái bên ngoài là những cái ngăn nhỏ này. Đây, hàng này có nhìn này, hàng da nó, hàng da nguyên miếng nhá. Hàng cam kết bác là hàng da chuẩn 100% luôn. Đấy, nếu mà không phải da thật bên em không có tiền bác luôn. Đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, test thử da thật cho em thoải mái luôn. Đấy, hàng cam kết da thật 100%. Đây. Bên trong đây. Đó. Rất nhiều ngăn đó, có cả những cái ngăn nhỏ nhỏ các bác đựng thẻ ngân hàng, rồi là thẻ căn cước công dân, thẻ giấy tờ cá nhân, giấy tờ tùy thân vào đây rất ok. Bên trong các bác đựng tiền chưa? Đấy, rất chắc chắn nhá. Cái đặc trưng của cái sản phẩm này khi mà da thật ấy là các bác càng xài thì da nó càng bóng. Càng xài da nó càng bóng nên là dùng rất là thích luôn. Đó. 140.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là ví da bò khâu tay 140k. Hiện tại đang có hai màu là màu nâu và màu đen. Các bác lấy màu nào báo nhé. Đây này, nó có cả giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm này. Đấy, cam kết da thật yên tâm nhé. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dòng thắt lưng. Đấy, cũng của Made in USA. Lên mã em sẽ cái thắt lưng da bò Mỹ nhé. Hiện tại thì bên em cũng đang có hai màu là màu nâu và màu đen. Thì các bác cứ lấy màu nào báo nhé em nhé. Đấy, lấy màu nào báo nhé. Mặt thì siêu đẹp rồi. Riêng mặt này thì không phải chê. Còn chất da thì cũng miễn bàn luôn. Đây. Đó, Made in USA này, con nhìn này. Đó, Made in USA có chữ dập chìm này. Đó, Made in USA nhá, rất xịn sò luôn. Đây là màu đen, đây là màu nâu. Đó, thì lấy màu nào báo nha em. Còn đây là phần mặt, em quay bác chi tiết cảnh mặt này.
mặt rất đẹp luôn. Đấy, mặt sáng bóng đẹp. À, kim loại dày nhá, kim loại dày chứ không phải dạng mỏng mẻo đâu các bạn. Bình thường các bác hay mua cái dạng giá rẻ thị trường mỏng mẻo, cái đấy thì dùng thứ nhất là nhanh hỏng, thứ hai là dùng một thời gian là nó bạc hết màu. Như con này thì cam kết bác hàng chuẩn. Đây, cái phần thứ kim loại rất là dày này. Đây này, rất dày, rất chắc chắn luôn. Hàng này của bên em thì đang bán bác là hàng con lăn. Cái con lăn này thì nó rất là cơ động này. Cơ động là như nào, ví dụ như là các bác bụng to bụng nhỏ là các bác không phải lo. Ví dụ là bụng to các bác cũng để xài được, mà bụng nhỏ cũng để xài được. Bình thường các bác mua những cái dạng lẫy cài ấy. Lẫy cài là ví dụ những cái bác nào bụng nhỏ thì cũng may ra thì còn sửa chữa được, những bác bụng to thì rất là khó. Bụng to thì lại phải theo cỡ của nó cơ. Có khi nhiều bác bụng to quá thì không xài được đâu. Thì đây nó dạng con lăn thoải mái tự do. Cái size của nó là free size. Bụng to bụng nhỏ rồi các bác eo to eo nhỏ là dùng xài hết luôn. Đấy, đây là rất là tiện nhá. Đây thiết kế dạng con lăn này. Đấy, thiết kế dạng con lăn. Đó, về các bác xài mặt thì siêu chắc chắn, siêu dày. Hai màu là màu đen màu nâu nữa, lấy màu nào báo nha. Đấy, lên mã em sẽ là cái thắt lưng da bò hàng của Mỹ, giá thì bình dân thôi, 180.000 một cái nhá. 180.000, 180k. Đấy, 180k. Lên mã em sẽ là thắt lưng da bò này. Đấy, hai màu nâu và đen, 180k một cái, lấy màu nào báo em nhá. Hàng thì chuẩn của Mỹ luôn, made in USA. Đấy, made in USA, rất xịn sò, ok. 180k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã thùng đựng gạo này của thương hiệu Honoki. Đấy, Hokodi nhá, thùng đựng gạo này 10 kg này. Đấy, 170.000 một cái thùng đựng gạo này, 170.000. Hàng này thì của công ty Việt Nhật nhá, hàng Việt Nam. Đấy, của công ty Việt Nhật, có địa chỉ đầy đủ rõ ràng hết luôn này. Đó. Thì giá sẽ là 170.000 một cái thôi, về các bác dùng để đựng gạo được, rất là hợp lý luôn. Đó. Kích thước của nó đây có nhá, kích thước của nó thì 36,5 x 19 này, nhân 7 nhân 37,5 này. Đấy, số lượng là một cái một thùng nhá. Rất là xịn sò ngon lành luôn, 170.000 một cái. Ở đây có nhá, đây tổng quan cái thùng đựng gạo đây. Toàn bộ thì chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá, rất chắc chắn để dẫn luôn. Đấy, thì về cái con này thì cực kỳ dễ xài thôi. Về các bác mở cho nắp ra này. Đấy, đổ trực tiếp gạo vào đây. Sau đó các bác đẩy kín cái nắp này vào. Đấy thì khi mà đậy này vào, thứ nhất là nó sẽ gạo nước các thứ là nó bị ẩm nhá. Thì các bác đẩy vào, thứ nhất là nó gạo không bị ẩm, là thứ hai là chuột những cái con chuột, con rán các thứ là những con các thứ là nó không vào, là nó không vầy gạo, nó không ăn được gạo nhá. Đấy, rất là kín ngon lành luôn. Đây là phần chân đế này. Đấy, chắc chắn luôn, chống ẩm ngon lành. Đấy, phần nắp đậy các bác đậy kín vào treo là ok thôi. Đấy, trên này thì mình có thể để những cái đồ khác được ngon lành luôn. Đấy, và cái con này rất là tiện, đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm nữa một cái ca nữa này. Đấy, cái ca này là cái ca để đong gạo nhá. Thì các bác để vào đây, sau đó các bác ấn treo một nút này. Đấy, nó có cái nút ấn này. Đấy, nó có nút ấn, các bác ấn vào là tự động gạo nó sẽ chảy ra nhá. Gạo hoặc là những cái dạng hạt hiếc các thứ là các bác để vào đây, ấn vào cái này là tự động là nó sẽ chảy luôn, rất ok. Đấy, nó chảy thì nó sẽ chứa vào cái ca này nha, rất là ngon lành luôn. Đó, cái ca này rất hay là nó thiết kế theo dạng là những cái khe này. Đấy, có những cái khe hở này. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác gạn thì nó sẽ, ở đây nó có những cái miệng này thì nó sẽ giữ lại gạo, còn là nước nó sẽ chắt hết ra. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây luôn. Đấy, mình đong căn làm sao nó phù hợp với cái lượng gạo nhà mình nấu ăn. Các bác đong luôn với vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác đổ trực tiếp vào song song nhà mình là nấu luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh. Đó, thùng đựng gạo của thương hiệu Hokodi nhá, hàng Việt Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Chất liệu là như ABS cao cấp nhá. Về các bác xài con này cho em rất ok. Đấy, bên trong đựng được là 10 kg gạo nhá. Kín đáo, yên tâm không lo chuột chày nó vào nó cắn phá này, rồi là ẩm mốc các thứ này, rất ngon lành luôn. Mà một thùng này đựng được rất là nhiều, 10 kg gạo luôn có nhá. Đựng được là 10 kg gạo luôn thì các bác thoải mái cho luôn. Đấy, đi kèm là có cả ca chiếc đi kèm. Đấy, và nút bấm vào đây cái là gạo nó ra. Có thế thôi. 170.000 một chiếc thùng đựng gạo nhá, 170.000 một chiếc thùng gạo 10 kg thôi nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái quạt điện của Camel này. Đấy, Camel thì một thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Nó sản xuất theo cái quy trình công nghệ Nhật. Bác nào mà mua cái nồi chiên không dầu bên em ấy mà nó có thương hiệu Camel thì có biết là dùng rất là bền rồi. Đấy, anh em dùng cái nồi chiên không dầu chắc khoảng tầm hơn 3 năm nay không vấn đề luôn. Siêu bền nhá. Các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, con này nó cùng thương hiệu với cái nồi chiên không dầu ấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt điện Camel nhá, quạt điện Camel. Đó thì cái này, con này nó xài điện 220. Đây, em quay cho bác về cái thông số này. À, công suất của nó sẽ là 6W nhá, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này, 46 x 20.5 x 42. Đó, rất xịn sò ok luôn. Quạt thì màu trắng nhá, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Đấy, các bác sử dụng này, quạt trong phòng ngủ này, phòng khách này, sử dụng gia đình này, quạt rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng 2, 4, 5 cánh nhá. 5 cánh, và hàng này là hàng cánh nhôm.
các bạn, hàng cánh nhôm nên là các bác xài rất bền. Đấy, hàng cánh nhôm xài rất bền, lồng liếc các thứ đi kèm chắc chắn ok. Phần đầu quạt này, rồi là phần thân quạt này. Đấy, rồi là phần đế, đế cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái con này rất là hay, nó thiết kế rất thông minh. Theo cái dạng quạt hiện đại bây giờ ấy, là nó sẽ có cái điều khiển từ xa. Bình thường ấy là các bác muốn tắt quạt, bật quạt là các bác có phải thò, đang ở giường rất bất tiện, các bác có phải thò xuống là các bác bật quạt, tắt quạt rất là bất tiện mất công. Thì thay vì thế các bác dùng cái điều khiển này các bác bấm cho. Đấy, thì về các bác mua pin, hai viên pin các bác lắp vào cho. Đấy, còn bên em gửi kèm nó không có kèm pin đâu nhá. Nó chỉ có viên điều khiển không thôi. Về thì các bác mua pin các bác lắp vào cái điều khiển này. Sau đó là các bác bật lên là các bác xài. Còn nếu mà các bác không tiện dùng điều khiển thì mình có thể bấm ở trên này được luôn. Đây là những cái nút cảm biến, cảm ứng này. Thì các bác bấm ở trên này thì quạt nó chạy, quay, có thế thôi. Đấy, bật tắt này, chế độ gió này. Con này nó có cả chế độ hẹn giờ nhá, có cả chế độ hẹn giờ luôn. Nên các bác xài rất là tiện. Đấy, các bác hẹn mấy tiếng các bác bấm vào đấy. Rồi là chế độ đảo xoay chiều túc năng thôi nhá. Đấy, đảo xoay chiều túc năng. Nói chung là những cái chế độ cơ bản. Và nó có tích hợp thêm, đó là chế độ hẹn giờ. Đấy, hẹn giờ. Cũng như là rất là hay là nó có một cái điều khiển từ xa này. Các bác rất tiện dụng luôn, các bác xài. Đấy. À, đây em sẽ đo cho bác về kích thước quạt này. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của cái lồng quạt nhá. Kích thước lồng quạt của nó rơi vào là 40 nhá. Đấy, lồng quạt rơi vào là 40, cũng khá là to đấy. Chiều cao của nó thì chắc nó rơi khoảng tầm hơn 1 mét. Đây có khoảng tầm 1 mét 1 nhá, chiều cao quạt rơi khoảng tầm 1 mét 1. Nếu mà đo lên đến lồng thì nó rơi vào là đi 1 mét 2 các bạn, 1 mét 2, chiều cao là 1 mét 2, là đo lên từ đỉnh lên đến lồng là 1 mét 2. Nói chung là quạt khá là đẹp, cầm cực kỳ nhìn cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Có điều khiển từ xa, rồi là nút bấm ở trên thân quạt đều dùng luôn nhá. Các chức năng là y như những quạt thông thường và có thêm một số cái option khác, nên là nói chung dùng khá là tiện. Về các bác phòng khách, phòng ngủ này, rồi là sử dụng này. Và nói chung là cái mức giá này thì em gửi đến các bác thì cái mức giá này nói chung là nó vô cùng tốt luôn, và đặc biệt đang trong mùa hè nóng nóng này. Với mức giá nó chỉ có 450.000 thì nó giá nó quá là tốt luôn. Đấy, giá nó quá tốt luôn. Bình thường các bác mua cái quạt bét tay nhà, những cái quạt Việt Nam bình thường ấy, nó cũng rơi khoảng tầm là đi xịn sò ngon lành thì hơn triệu, còn nếu có loại bình dân thì cũng ít, cũng khoảng tầm 600-700, chứ không bao giờ có giá 450 đâu, lại còn bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, thì khi mà gửi hàng thì nó sẽ nguyên trong thùng như này, bên em không lắp đặt sẵn nhá, về thì các bác sẽ tự mở ra lắp đặt. Nói chung là cái này thì nó quá dễ dàng lắp đặt rồi, ai cũng có thể lắp đặt luôn, hầu như là các bộ phận nó đã ráp sẵn rồi, các bác về chỉ việc là nối thêm những cái thanh đứng này, rồi lồng liếc các thứ các bác cho thêm thôi, còn những cái các thứ là nó có sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc ráp vào là xài thôi nhá. Đây, thông công suất là 6W này, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này. Đấy, thì báo giá lại một lần nữa các bác nhá. Lên mã thì em sẽ là cái quạt cây, quạt đứng Camel, có điều khiển từ xa là 450.000 một chiếc nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Là sản phẩm này thì sẽ là hàng nguyên thùng nha. Đấy, Camel thì siêu bền và siêu chất lượng rồi các bác nhá. Đó. Siêu phẩm loa Bong Box 3. Đấy, hay còn gọi là loa B3 nhá. Đấy, thì hàng bên em tiếp tục hàng về rồi. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn với bác luôn. Đó sẽ là 450.000 một cái con loa Bong Box 3 này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái con loa B3. Đấy, loa B3 450k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cái mã loa này nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, nhưng mà hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đó thì đây, sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đây, em sẽ đập hộp bác coi này. Chiếc loa nghe cực kỳ hay luôn. Con này thì bass căng, check sâu, nghe rất là thích thôi nhá. Đấy, nghe rất thích. Sản phẩm là sẽ gồm có là một thân loa này, đi kèm thì sẽ có là dây cáp sạc, rồi là cái này là cái dây kiểu dạng kết nối tai nghe, thì cái dây hầu như là cũng không dùng nhiều lắm, chủ yếu là cái dây cáp sạc thôi. Đây, đây là cái dây cáp sạc nhé. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là 5V 2A. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm trực tiếp cái đầu USB này vào cục sạc, và cái đầu còn lại đó là cái đầu chân tai C, các bác cắm mở cái này ra, các bác cắm trực tiếp lên cho em là các bác xài thôi. Đây, cắm vào đây đó, sau đó các bác sạc căng đét cho em lên. Đấy, sạc căng lên, sau đó là các bác xài. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy rồi. Nguồn sạc vào của nó sẽ là nguồn DC 5V này. Đấy, AUX là cổng tai nghe, là USB này, đó là cái cổng kết nối USB. Đấy, rồi là thẻ nhớ, có cả chỗ cổng thẻ nhớ luôn nhá. Đấy, rồi là có cả kết nối Bluetooth 5.0 luôn, cực kỳ xịn sò. Đây, đó, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, có phần quai sách này, các bác rất tiện dụng luôn.
đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, các bác sách mang đi nghe nhạc như nhũng cho em rất ok, rất tiện dụng đi picnic cắm trại dã ngoại cho em nhá con nhá. Đấy, con này nó có cả hệ thống đèn led 7 màu nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây em sẽ mở ra bác coi này, thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Các bác giữ cái nút này cho em này, nó bắt đầu là nó kết nối nhá. Đó, tinh gái bắt đầu là đang báo là kết nối Bluetooth nha các bác nhìn này. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bây giờ các bác sẽ lấy điện thoại ra, sau đó các bác vào cái phần Bluetooth, các bác mở cho em là cái tìm cho em cái tên loa, sẽ là mã sẽ là loa Bong Box 3 nhá. Đấy, Bong Box 3. Nó đúng với lại cái mã ở trên cái hộp nó ghi này. Đấy, Bong Box 3 này. Đó. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nó có cái mã Bong Box 3 các bác ấn vào kết nối cho em. Đấy, nó kêu tình cái kết nối nhá. Đây em sẽ đi vào test loa để bác coi nhá. Đây, nhạc test loa. Đó. Rất rất xịn sò, ok luôn nhá. Đấy, có đợi chút. Đây em test cho bác coi. Đấy, nghe rất hay nhá. Nghe cực kỳ hay luôn. Con này nghe bát căng các bác nhá, bát căng chiếc sâu, nghe rất thích. Các bác nghe nhạc vàng này, nhạc bolero này, rồi là nhạc trẻ, nhạc sàn được hết các bác luôn nhá. Đấy, được hết luôn, cân tất cả mọi thể loại nhạc luôn. Đấy, được mệnh danh là phòng ba di động, nghe cực kỳ hay. Đấy, các bác nghe nó đập đâu ra đấy luôn. Đấy, bát ra bác mà chiếc ra chiếc, nghe đâu ra đấy luôn ạ. Đấy, nghe cực kỳ thích luôn nhá. Đèn 7 màu nháy cực kỳ hay, có nhìn này đập này, rung màng luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, màng đập rung luôn nhá các bác nhá. Đấy, thấy không? Các bác thấy của bác nó đập nào, nghe rất hay luôn. Đấy, và cái con này là nó di động ạ, có thể xách đi mọi nơi mọi chỗ nhá. Đấy, mọi nơi mọi chỗ luôn. Và đấy là cái kết nối với lại Bluetooth nhá. Ngoài ra thì nếu mà các bác có thẻ nhớ hoặc là cái USB mà nó có sẵn nhạc thì mình có thể cắm vào và mình nghe được luôn. Đấy, còn hầu như bây giờ thường thường là ai có điện thoại thông minh rồi, các bác kết nối điện thoại nghe cho nó tiện mà mình chọn bài, nick bài thì cứ lắm lúc nó cũng tiện hơn. Đấy, ví dụ như các bác muốn đổi bài khác, bấm luôn trên điện thoại nó nhanh. Đấy, bấm nhiều khi bấm ở trên kia nó cũng khó. Đây, đấy, bấm điện thoại này. Thực tế về cái sản phẩm loa B3 nhá, các bác cứ lên mã nhé, em sẽ đưa con loa B3. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 450.000 một cái con loa B3 này. Đấy, bao ship tận nhà các bác luôn. Về thì hết pin các bác lại sạc vào và các bác xài, có thế thôi, rất tiện dụng và ok. 450.000 một con bao ship nhá, loa của JBL. Đấy, rất xịn sò. Mã sẽ là Bong Box 3 B3 450.000 bao ship tận nhà. Rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai. Báo giá bác luôn, một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông. Mà đây còn hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu. 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, em sẽ bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải ra mái luôn. Đấy, các về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây, một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tăm bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ, an toàn, mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 30-40 nghìn hộp luôn. Đấy, bên em bán cho bác chỉ có 20.000 thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá, dòng cưa lưỡi kép, và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây, con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá, dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần
hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống chân trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo, các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực thì khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó. À, chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm. Đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. À, lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gốc đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gốc đen trắng nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. À, lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, Made in Germany thôi nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. À, 6 sản phẩm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó. Hàng của Đức nhá, Made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000. Còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy, năm lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này năm đáy, năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này. Đó, chữ trước đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000.
Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.